cho Hoàng Gia Lai có được chiến thắng 2-0 trước SCB Nắng. Cú dứt điểm từ xa. Đó là Huỳnh Quốc Anh. Trận thứ 3 của Huỳnh Quốc Anh vào lưới ở mùa giải năm nay. Niềm vui ngập tràn trên sân vận động Chi Lăng. Một pha xử lý đầy ngẫu hứng của Huỳnh Quốc Anh. Chúng ta lần nữa hãy cùng chiêm ngưỡng lại pha xử lý quá hiểm của Huỳnh Quốc Anh. Bàn thắng thứ 3 của anh ở mùa giải năm nay.